Hello, xin chào tất cả anh em nha. Hello anh em. Thì hôm nay là tôi bắt đầu tôi sẽ thay đổi. Tôi sẽ không đi lượm rác nữa. Mà bây giờ tôi sẽ chuyển chủ đề sang đó gọi là review đồ chơi trẻ em. Thì đây tôi sẽ giới thiệu, tôi là Thạc Đức. Còn tôi là Gino nha. Còn tôi là Tuấn Lầy nha anh em. Dạ, thì hôm nay clip này là sẽ không có cái gì mà quậy phá hay là dơ hay là bự bự gì đó. Hôm nay là một clip cực kỳ nghiêm túc luôn. Nhưng mà tôi sẽ làm cái series này là tập 1, tập đầu tiên luôn nha. Ủa mày chết cái gì lên mặt tao vậy? Thấy mặt anh dính bụi em chùi giùm anh. Cảm ơn em nha. Bây giờ đây là có một cái bịch đồ ở đây. Đó, đó là bịch đồ này là sáng giờ ba anh em tôi đi nhặt rác xung quanh khu vực này. Bây giờ đổ cái bịch đồ ra đi, sáng giờ để coi mình lượm được cái gì, mình phân tích lại cho mọi người xem. Đó, quá trời đồ luôn. Anh em tụi tôi bây giờ là chuyên đi lượm rác luôn rồi. Mà chỉ là những cái đồ chơi tụi tôi mới lượm lại thôi. Còn ngoài những cái đồ chơi ra là tụi tôi sẽ vứt rác. 5 minutes later. Trước mặt của anh em là một bãi rác. Trước mặt anh em là bãi đồ chơi. Còn đây là nhà người ta, không phải bãi rác. Đây, đây là một con gì đây? Bây giờ hình như cái này quay là nó phát sáng nè. Đó, đúng không? Không có gì để quay nè. Không, vậy là quay cái này nè. Nó bật bi lên nó quay, đúng rồi. Cái con này á là mình bật bi lên ngay đây nè nha anh em. Bỏ vô đây là sẽ quay, cái cây này nó sẽ phát sáng luôn. Mấy này giống máy PS4 anh. Cái này là tay cầm game mà không biết game gì. Đúng rồi, giống rất là giống như tay cầm của PS4 nha. Chắc điều khiển xe kia anh. Mà nhìn nó đẹp thiệt, nó màu trắng đen, màu bò sữa luôn. Đúng rồi. Cái này tay cầm điều khiển luôn đúng không anh trai? Đâu có, cái này là ổ bánh mì mà. Bánh sừng trâu. Bánh sừng trâu đúng rồi, ổ bánh mì nè. Tưởng tay cầm điều khiển trai. Không phải đâu. Đây là chiếc xe hơi. Đó, chiếc xe hơi bằng bạc. Dạ, xe hơi này là thường hay còn pin cũ trong đây nha, để tôi mở ra coi. Tại vì khi mà tụi tôi review đồ chơi á, tụi tôi mà thấy còn pin cũ là tôi sẽ mở ra. Anh em có thắc mắc mở ra để làm gì không? Để là mình tháo pin ra, mình dục rác riêng. Tại vì cái pin nó rất là độc hại. Sao cái gì màu vàng nhiều quá vậy? Móng tay. Đâu được rồi. Cái móng tay này là nó sẽ kết hợp một bộ gồm cái móng và một cái chiếc nhẫn luôn. Ê, mở ra thử cái rồi. Anh trai ơi. Cái nhẫn này đeo được luôn nè. Nghe nói mấy kính sắp vậy bán thịnh lắm luôn anh. Đúng rồi. Nè, đang vậy chị Vi bán. Ủa? Sao có cái máy kiến đây nữa? Trời ơi, kiến mới luôn á. Mới quá à, mới mở ra thấy vậy nữa cây gì. Đâu. Nhìn giống như là người xây da vậy đó. Trong chuyện mà Son Goku á, người xây da người ta sẽ có cái mắt kiến để người ta phân tích chỉ số sức mạnh. Đó, yeah. Mỗi người gắn một cái kiến. Sao? Thấy được không? Mở mắt ra coi. Đang mở anh trai. Mặt như mặt heo vậy. Mặt như. Ừ. Mà anh con mặt Gino anh trai. Mặt như là heo. Giống như là heo. Rồi, đẹp quá trời. Wow, bộ bóng đẹp quá. Ủa cái này mà móc đã luôn á. Móc cái gì? Móc cát đồ đó, móc. Móc đi không? Có lẽ như là nhiều anh em thắc mắc tại sao hôm nay tôi nói chuyện chậm quá. Tại vì mấy bữa nay tôi phụ bán shop của chị Vi, tôi quá trời đuối rồi. Shop của chị Vi một ngày là tiếp vô tới mấy ngàn lượt người lận. Người ta tới, có người mua hàng nè, có người tới tham quan nè, có người tới chụp ảnh check in nè, có người tới tắm biển, leo núi rồi các kiểu. Tại vì shop chị Vi là nó rộng lắm. Thì anh em muốn mua đồ thì cứ tới shop trực tiếp shop chị Vi luôn nha. Hình như cái này cái giống cái boomerang quá anh trai. Quăng thử. Đồ quăng thử ơi. Đúng rồi, nó đang xoay ngược lại đó. Ủa con gì rớt ở đây nè. Chàng trai gì này? Con này là con ma, con quay. Andy Bird. Con Andy Bird nhưng mà cái cục này là có đèn sáng luôn nha. Chàng vậy lại mình có cái gì á? Quăng này yếu quá. Để anh vô. Anh trai quăng vô coi nè. Đây để tôi quăng vô mọi người xem. No, please. Bây giờ mình sẽ lựa ra những cái móng tay để đi coi có này có bao nhiêu bộ móng nha. Không biết cái móng tay này là để bán làm cái gì nữa, chắc là bán cho mấy bạn nữ mua về đeo á, cái đi học á mình lấy mình dẫn dở rồi. Bán trong mấy cái sạp mà cái lương anh trai. Để người ta làm cái lương á. Có được cái kim vô gì cho dài quá. Ở đây là trứng Pokemon. Thì một cái máy chơi game đó anh trai. Wow. Vậy là cái này là một cặp chơi của một cái bộ trò chơi điện tử nè. Đó. Anh Phú Lê giàu quá ta, toàn là đeo vàng mà bằng mũ không à, chứ không phải là bằng kim loại. Mũ không trời. Mà cái này là gì anh trai? Ủa? Cái này là ta. Cái này hình như là cái đồ cạo lưỡi, lè lưỡi ra. Cạo gì đó không? Nhưng mà khi mình không cạo lưỡi nữa, mình có thể làm máy cạo râu, mình cạo râu luôn. Đây là chú Bi. Ây dào. Con này là con Transformer Bi nè. Anh em đâu không? Cái con Transformer mà tên Bi á, cái con sẽ hơi màu vàng á anh em. Lỡ ta nó gãy. Đấy. Không sao đâu, cái này là rác mà em trước sau thì nó cũng gãy rồi. Tại em đụng tay vô là nó gãy á. No, đeo tôi đâu ơi. Đây. Giờ bạn ơi. Ủa sao đeo nữa vậy? Ừ, đeo nữa anh trai. Bạn ơi. Đấy. Đó. Wow. Quá dữ luôn trời.
Quá, wow, nhìn nét quá ta. Trời ơi, là trời. Trời ơi, trời ơi. Căng ngọc dễ. Căng lại coi. À. Trời ơi. Trời ơi, ngon à. Giống mẹ đánh con khi mà mỗi lần mà không chịu học bài quá vậy ta. Nô làm lại rồi, bây giờ tới Vinu làm lại rồi. À, Vinu đứng rồi. Wow, đẹp luôn. Oh no. Cái này mới đúng là đánh con khi lúc học bài nè. Rồi nha anh em, hôm nay là tôi quá mệt mỏi vì cái shop của chị V rồi, nên bởi vậy tôi không còn cái hơi hám đâu mà tôi review mạnh dạn cho anh em xem nữa. Anh em thông cảm ủng hộ tôi nha. Đây là dương miệng mà có cái cục xoay xoay này là motor luôn, vậy là nó motor. Đúng rồi, mở ra lấy motor đi, mở ra lấy motor. Chúng tôi giờ mình xài tiếp anh ta. Mình về mình cắm pin vô, cắm điện vô là chạy đó. Thấy không? Cầm cục xoay được nào. Thấy chưa? Đúng rồi. Motor. Cái motor này á mà mình chích điện vô hai đầu này là nó sẽ xoay vòng tròn nha anh em. Hay vậy. Ừ. Đây là một cái tay cầm game đó nè. Thêm cái tay cầm game hết anh trai. Đâu? Ủa cái tay cầm này nhìn cổ vậy? Vậy là bốn cái tay cầm rồi. Đây là con mèo nhưng mà đầu là đội hình con rồng. Mèo mà sao cái miệng nó đầy á? Con mèo là con mèo phun bong bóng nè. Đây là cái quạt nó quay vòng tròn á. Dạ. Sao im lặng vậy anh trai? Sao mình không review tiếp đi? Đâu có, mình đang tập trung review mà. Review gì? Tập trung đi. Ai để con mèo xuống. Đâu thử. Đây là cái TV. Wow, cây súng này mới cổ nè. Cây súng này á là đúng là cây súng hồi xưa mà bắn ra là nó chớp đèn. Trời, phát hiện. Thần đèn. Không phải, cái này là hoàng tử Ả Rập. Bây giờ thấy cái mặt đội nón này là biết là xứ Ấn Độ rồi. Hình như mình xoay cái cây này là nó nhảy nè, xoay cái cây thử coi. Thấy vô, thấy nó nhảy vô. Cái này còn đây hả? Ê, Dương Tỷ. Ồ, cái này là ba chỉ. Lồng đèn Dương Tỷ. Ồ, mày này cũng giống mặt Vinu á ta. Ủa, cái giống anh vậy? Sao thấy cái con nào nhìn cũng giống mặt mày á chị? Mặt em đa dạng cái gì à? Con này là mình cho nó đứng được nè. Yeah. Đứng đây cái này là súng bắn nhựa đúng không trai? Đúng rồi, súng bắn keo. Đúng rồi, cái súng. Ủa, sao cái súng nhầm mất tiêu chơi? Cái súng này là để bắn cái keo. Vậy gì vậy? Nãy giờ nó cầm keo nó chơi giỡn tùm lum á. Phá không à. Ủa, sao cái quạt này giống của shop chị V bán quá vậy? Đúng rồi anh trai, shop chị V bán 35.000 cây nha mọi người. Mà hôm nay không phải shop chị V bán đẹp hơn. Đây vậy là mẫu thôi nha mọi người ơi. Quạt gì là trái phải không? Mày đút tay vô bị đứt không? Không, đút thoải mái. Ây da dạ, anh em ơi, nãy giờ tôi ngồi tôi nói chuyện một mình đó, tôi khó chịu quá, tôi mới đi mua thuốc về tôi uống, bây giờ tôi đã thông kinh mạch rồi nè. Nay mình làm clip nhẹ nhàng mà, nhẹ nhàng là anh trai. Đúng rồi anh trai, cái gì phải từ tốn thôi. Xin lỗi anh em, tôi mới giả hết thuốc rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục review thôi. Đây, cái này là bánh gì vậy? Bánh gì mà nhìn thô bỉ vậy? Bánh này là bánh hớp nốt. Ủa, xúc xích đứt. Trời, bánh này coi. Trời, lấy xuống nè. Trời. Đó, rồi kẹp vô. Đó. Run. Ây da anh em ơi, hôm nay hai thằng đệ của tôi nó hư quá à. Bởi vì tôi phải quýnh nó mới được. Đó, tôi phải quýnh vậy nè, rồi vô đây. Đúng là sợ roi mà hay làm bậy là phải bị đòn. Thôi bây giờ tôi sẽ trả cái cây này lại. Rồi, tiếp tục bây giờ tôi sẽ review cho mọi người xem. Đây là ngôi sao 5 cánh. Tao biết rồi, tao đâu có nói nó 6 cánh đâu. 5 ngôi sao này là người ta sẽ sử dụng khi nào? Câu hỏi đặt ra cho anh Vinu. Khi trời tối. Ngôi sao này có cánh đúng không? Anh muốn lại không cánh hay có cánh? Cầm giùm anh. Em dịnh giùm anh. Mất dạy. Cánh nè. Đâu. Bây giờ tôi phải để cái cây này bên đây để tôi chỉ mấy thằng đệ cho nó lẹ. Ngôi sao này sẽ được sử dụng trong những dịp Noel lễ Tết. Hiểu chưa? Rồi. Em lượm được cái con Pokemon nhìn mặt trong tương lai lắm anh. Rồi. Sao Tuấn Lầy mỏ nhọn vậy? Vậy mỏ nhọn như anh trai. Vậy là mỏ nhọn của Tuấn Lầy là nó hay nhiều chuyện. Dịnh nó lại. Dạ em dịnh. Ủa sao cái cây của tao anh đó cầm rồi? Oh no. Ui, anh đó giang hồ đó nha. Anh đó mất dạy vậy. Coi chừng anh đó lấy cây dí ba rằng mình chạy đó. Mình tới ba người, ảnh có một người không sợ. Yeah. Nhưng mà hai thằng em chạy trước. Anh ở lại anh chơi. Cái cây đâu rồi? Quăng rồi.
run. Hôm nay là một clip lịch sự đàng hoàng sạch sẽ nhất của Đức Dơ Vlog. Có gì mắc cười mà em cười nhiều vậy? Nay làm clip chậm cho nên em mắc cười anh trai. Đúng rồi, mình lâu lâu bị uống thuốc chậm, hiểu chưa? Nhưng mà clip chậm thì bị quýnh nhiều anh trai. À, chứ không phải tụi em thích được bị quýnh à. Em thích được gái quýnh hơn anh trai. Gái đâu? Em đây. Thôi xin chào tạm biệt anh em nha. Tại vì chưa rồi tôi phải về ăn cơm thôi. Vậy em có đói bụng chưa? Em đói rồi. Em muốn ăn cái gì? Em muốn ăn cơm. Có tiền không? Có khóa xe nè, bán đi anh trai. Khóa xe đâu có xài được đâu. Dục. Vậy cái này thì sao? Dục luôn. Thôi cái này bóp. Ủa sao tụi em nhanh nhẹn quá vậy? Là sao anh trai? À, phải nhanh anh ơi. Để làm gì? Để nhìn. Nhìn gái phải hôn. Ok, xin chào tất cả anh em. Bây giờ tôi sẽ kết thúc clip này luôn. Coi như nãy giờ là tụi tôi đóng phim chậm phim buồn cho anh em xem. Và sắp tới nếu như anh em thích tim làm chậm như gì nữa thì anh em cứ nói, tôi sẽ thực hiện theo. Còn bây giờ hôm nay rác là chỉ có như đây thôi. Hôm nay tôi lượm được cái này rất là đã luôn. Đó chính là những cái móng tay bằng vàng. Những cái móng tay này tôi sẽ đem về, tôi đóng bịch lại, tôi dán tem lên, tôi sẽ bán ở shop của chị VV House. Rồi bây giờ tạm biệt anh em nha. Đó, nãy giờ là review sơ, đây là những cái tay cầm đó, đồ chơi gì vậy các kiểu. Và bây giờ là chưa nắng rồi, chủ nhà la tôi. Tôi sẽ tạm biệt anh em. Nếu như anh em thích tụi tôi làm về những cái video về rác và chậm như vậy nữa thì anh em cứ comment cho tôi biết. Tôi sẽ làm theo. Còn bây giờ thì tạm biệt. Bye bye. Ủa làm gì vậy? Sao ôm anh vậy? Nãy giờ anh quýnh tụi em hơi bị nhiều anh trai. Ủa đâu có đâu. Đâu.